Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay thì chăm sóc laptop hỗ trợ một khách hàng công ty bất động sản tập hợp một giấy MacBook Air 2020 Acebo M1 RAM 8GB SSD 256. Rồi, mở hộp này ra ha. Điện với cái điện nó dở. View rất là đẹp các bạn, ở một cái chung cư ở quận 9. Vậy vậy. Nó mới nó hơi xịn. Đó. Hôm nay cực kỳ mát mẻ luôn các bạn. Có điều kiện lên chọn một căn ở đây thì tuyệt vời nha. Ơi trời ơi, đẹp chưa? Đối với dòng này thì nó có một cái dây sạc tây xi hay là tây xi mà cái sạc của nó nha các bạn. Rồi siêu. Một cái dây dài nữa. Đó là chúng ta sẽ tiến hành mình sạc tây cho nó nha các bạn. Ok. Tiếp theo thì mình sẽ hỗ trợ khách hàng để sạc cái bản MacBook này nha. Press the return key. A few moments later. Bây giờ chúng ta xem sơ về cái cấu hình của máy này. Chip M1 2020, RAM 8GB SSD 256. Cái màn hình được băng giải là 2560x16, cực kỳ nét thôi chúng ta là. Và cái RAM 8GB SSD 256. Và cái màn hình, cái độ băng giải cực kỳ nét các bạn nhìn nè nha. Chúng ta làm việc nó không bị đau mắt so với những cái màn hình bình thường. Cái độ phân giải của nó cực kỳ cao. Và với trang bị cái hệ thống đèn bàn phím, đèn bàn phím, chúng ta làm việc rất là sáng, lung linh, rất là đẹp. Ở cái có tích hợp những cái nút tăng giảm độ sáng màn hình, những cái lúc là tăng giảm loa này các bạn. Đối với MacBook này thì cái loa nó cực kỳ là hay các bạn. Hệ thống loa nó là sub và là tape, nó riêng biệt nên là âm thanh nó cực kỳ chuẩn. Thì MacBook này nó rất là thích hợp cho những anh chị là chủ doanh nghiệp và là những cái bằng trưởng phòng mà những anh chị hay đi giao dịch nhiều và đi thuyết trình hoặc là đi là diễn giải gì đấy thì cầm một chiếc laptop này đi rất là sang trọng. Đối với anh chị doanh nghiệp mà mang cái chiếc MacBook này đi mà để mà ký hợp đồng hoặc là sau những dự án chúng ta thì cực kỳ tuyệt vời. Nó có rất là nhiều màu nha các bạn, màu gray, màu màu bạc. Và bây giờ nó có ra thêm một số mẫu màu xanh và màu đỏ nữa các bạn. Rất là đẹp. Thì đối với dòng sau này thì nó không có dùng cái cổng USB, mình sử dụng cổng tai nghe đó các bạn. Thì nó sẽ chuyển ra một số cổng khác để chúng ta sử dụng. Chúng ta có thể là tùy theo người cái tên trang bị hay không. Và trong đây nó có hệ thống, nó vì nó MacBook nó đã tích hợp sẵn cái hệ thống là trackpad này, nó rất là chuẩn này các bạn. Nó có rất là nhiều cái tính năng, nó rất là hay nè. Mình chọn tích đầy đủ cho khách hàng, ví dụ như là vuốt hay là lướt hay là quẹt này này, mình cứ chọn hết cho khách nhé. Bây giờ mình sẽ để mua những cái tính năng này cho bạn xem nhé. Chọn tất cả các tính năng này để cho khách hàng có thể là đấy. Khách hàng có thể là sử dụng tất cả các tính năng của nó đấy. Rồi chúng ta lên một tính năng mới này đấy. Đấy, cái đây là cái sự đặc biệt mà chỉ có MacBook mới có. Đấy, rất là nhiều tính năng đó, rất là hấp dẫn các bạn. Thì MacBook nó tích hợp rất là nhiều tính năng trong này. Một số laptop thì nó vẫn có nhưng mà nó ít hơn rất là nhiều. Và khi mà chúng ta thuần thục những cái thao tác này, chúng ta xử lý cái trong công việc hoặc là trong giải trí nó cực kỳ nhanh các bạn. Rồi. Thì cái máy này là nó màn hình của nó là 13.3 inch. Nó màu gray cực kỳ là mỏng rồi các bạn. Với cái chương trình bảo hành của nó là 12 tháng, bảo hành trên tất cả các hệ thống Apple trên toàn quốc các bạn.
các bạn nhân tay là gọi hotline là 0932121464 hoặc là website chamsoclaptop.vn để được tư vấn và giao hàng tận nơi nha các bạn. Anh được tư vấn về các kiểu, các cỡ của MacBook thì gồm có Mac Air, Mac Pro 13.3, 15 inch và 16.2 inch nha các bạn. Có rất là nhiều loại cho các bạn lựa chọn từ cái phân khúc là thấp đến phân khúc cao. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin cảm ơn ạ.